Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bubblegraphy. Thì hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện phải nói khá là kỳ lạ và quái dị về một người đàn ông có một niềm đam mê mãnh liệt với những cái ghế. Thì nguyên bản của câu chuyện này là một chuyện ngắn của nhà văn được cho là cha đẻ của hệ loại trinh thám tại Nhật Bản là Edogawa Ranbo. Nhưng mà bởi vì câu chuyện của nó quá là thú vị cho nên là rất lâu về sau này thì một trong những họa sĩ truyện tranh kinh dị nổi tiếng nhất thế giới đó là Junji Ito đã sáng tác tiếp một câu chuyện ngắn, có thể xem là phần tiếp nối câu chuyện ngắn của Edogawa Ranbo, cùng một ý tưởng nhưng mà với hai cách thức thể hiện khác nhau của một nhà văn và một họa sĩ truyện tranh, khi nó cũng mang lại cho người đọc những nỗi sợ khác nhau nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về hai câu chuyện này. Trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhớ đăng ký cho Bubblegraphy để mình có động lực làm thêm nhiều sản phẩm thú vị hơn trong tương lai nữa nha. Không tốn thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu câu chuyện của Chiếc Ghế Người. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là một nữ nhà văn xinh đẹp và vô cùng nổi tiếng. Và cái độ nổi tiếng của cô nó lớn tới mức mà có thể làm lu mờ luôn cái việc chồng của cô là một cán bộ ngoại giao cao cấp. Và mỗi ngày nữ nhà văn này được nhận rất là nhiều thư hâm mộ từ khắp nơi gửi về cho mình. Hay công việc hàng ngày của cô là sẽ đọc ra hết tất cả những lá thư hâm mộ đó. Nhưng mà ngày hôm nay có một lá thư nó rất là đặc biệt. Nó dày hơn bình thường rất là nhiều. Nó giống như là nguyên một bài văn luôn á, chứ không chỉ là một lá thư của một người hâm mộ viết cho thần tượng của mình. Thì thói quen hàng ngày của cô nhà văn đó chính là đọc hết tất cả những lá thư ngắn rồi mới bắt đầu tới những lá thư dài. Cho nên cái phong thư kỳ lạ này là bức thư cuối cùng và cô đọc trong ngày, và nó cũng mang lại cho cô một nỗi ám ảnh rất là lớn. Kỳ lạ chỗ là cái phong thư này nó không đề địa chỉ của người viết hay là chữ ký gì hết, hoàn toàn trống trơn luôn. Cho nên là nữ nhà văn cũng không biết là ai đã gửi cho mình lá thư này. Thì nội dung của cái lá thư nó là như sau. Nội dung trong bức thư nó giống như là một lời thú tội của người viết vậy đó. Thì cái người viết lên lá thư này nói rằng mình là một người cực kỳ xấu xí, xấu tới mức mà ma chê quỷ hờn luôn. Nếu mà bạn nhìn thấy cái người đàn ông này một lần thì bạn không bao giờ muốn nhìn lại lần thứ hai. Nó xấu xí tới cái mức đó luôn á. Đã vậy gia đình của gã ta còn rất là nghèo. Nguyên cái combo vừa nghèo vừa xấu xí là thấy chạm đáy xã hội luôn rồi. Nhưng mà đúng là trời không lấy đi của ai tất cả. Tuy là có cái xuất thân nghèo hèn và ngoại hình vô cùng xấu xí, nhưng ngược lại gã có một đôi tay vô cùng khéo léo và giỏi nhất trong cái việc chế tạo ra những cái ghế. Tới cái mức mà tay nghề phải nói là nằm ở đỉnh cao luôn. Tất cả các loại ghế do gã này chế tác ra đều có thể xem như là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn hảo. Tới cái mức mà danh tiếng của gã nổi lên như cồn. Ai cũng muốn đặt hàng gã để chế tạo ra một cái ghế thật là thoải mái, thật là dễ chịu hết. Thì một trong những đơn hàng lớn nhất của gã là của một cái khách sạn kia, là đặt 4 cái ghế sofa lớn bằng da. Và gã đã dành hết tâm huyết của mình chế tạo ra những cái ghế đó. Nói thêm một tí về cái tâm lý của cái gã làm ghế này thì gã ta khá là bệnh hoạn. Việc chế tạo ra một cái ghế hoàn hảo không khiến cho gã thỏa mãn được. Hay vào đó sau khi mà làm ra được một cái ghế thì gã thường tưởng tượng là cái ghế này sẽ được đi tới một nơi rất là xa, được đặt ở một chỗ rất là sang trọng và được những cô gái xinh đẹp ngồi lên. Gã suy nghĩ rằng cơ thể của những cô gái xinh đẹp đó ngồi lên thứ mà do hai bàn tay của gã tạo ra. Chỉ với những suy nghĩ như vậy mới khiến gã sướng lên được thôi. Nghe tới đây là cũng bắt đầu cảm thấy cha nội này hơi biến thái rồi đó. Đó là cái tâm lý vặn vẹo của cái gã làm ghế này. Quay lại cái câu chuyện về 4 cái ghế được đặt bởi khách sạn á. Đây có thể xem là một đơn hàng lớn nhất trong sự nghiệp của gã. Cho nên là gã ta đã dành hết toàn bộ tâm huyết của mình để chế tác lên những cái ghế này. Nên khi mà cái ghế hoàn thiện á, gã có ngồi lên thử. Và phải nói là gã ta sướng cực kỳ luôn. Sướng tới cái mức mà cái gã biến thái này cứ muốn nhấn mình xuống cái ghế, càng chìm sâu trong cái ghế càng tốt, giống như là muốn được cái ghế nuốt trọn bản thân gã. Và từ đó gã nảy ra một cái suy nghĩ hết sức là dị thường và vô cùng táo bạo. Gã chọn lấy một cái ghế tốt nhất, sau đó khoét hết ruột bên trong cái ghế ra, tạo ra một khoảng hở đủ rộng để thân người có thể chui vào. Nhưng người từ bên ngoài nhìn vào sẽ không ai có thể phát hiện ra cái chuyện đó được. Và tất nhiên là bên trong cái ghế cũng được trang bị những cái hộc nhỏ đủ để chứa thức ăn nước uống trong vòng 2-3 ngày, và cả những cái bọc ni lông lớn để làm mấy cái chuyện giải quyết riêng tư ấy mà. Sau đó thì gã ta chui vào cái ghế và đóng cái ghế lại, ngồi im trong đó, đợi đến khi những người nhân viên tới khiêng 4 cái ghế lên xe và đặt vào trong khách sạn, bắt đầu một cuộc đời mới đầy kỳ dị và biến thái của chiếc ghế người. Thì cái mục đích ban đầu để mà gã tạo ra chiếc ghế người á, thật ra là để trộm đồ, là gã ta sẽ trốn trong cái ghế đó cho đến khi mà đêm xuống rồi không còn ai lảng vảng trong khách sạn ấy, thì gã sẽ chui ra và bắt đầu chơm chỉ những món đồ đắt tiền, rồi sau đó quay lại cái ghế trốn ở trỏng. Và ban đầu gã ta cũng khá là thích thú với cái việc đó, bởi vì không ai biết được kẻ trộm là ai hết. Gã ta khoái chí nhìn những người bảo vệ và quản lý hốt hoảng chạy đi chạy lại tìm kiếm kẻ trộm, nhưng mà tất nhiên là kiếm đâu có ra. Nhưng mà càng về sau thì gã càng cảm thấy nhàm chán
và bắt đầu thay thế bằng thứ khoái cảm mới. Thì bởi vì gã ta trốn trong một cái ghế, và cái ghế đó lại được đặt ở sảnh chính của cái khách sạn, cho nên là có rất là nhiều người tới lui trong cái khách sạn đó, và người ta sẽ ngồi xuống ghế. Có thể nói là rất nhiều loại người, từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, từ ốm tới béo, đều đã được gã ta ôm vào lòng, và gã lại rất là thích cái cảm giác đó. Cái cảm giác mân mê sờ mó cơ thể của người khác, từng mùi hương, từng hơi ấm và từng đường nét trên cơ thể, cách biệt bởi một lớp da ghế, đều được gã ta cảm nhận và vuốt ve. Và tất nhiên là bởi vì ở trong một thế giới đen tối bên trong cái ghế, thì đối với gã ta nhan sắc nó cũng không còn quan trọng nữa. Và cứ thế gã bắt đầu tận hưởng và mân mê cơ thể của những người phụ nữ đã ngồi vào người gã. Dần dà thì gã ta cũng bắt đầu quên luôn cái mục đích ban đầu của mình là đi trộm đồ. Gã ta cứ ngồi lì trong ghế tận hưởng những khoái lạc xác thịt của mình. Rồi cứ thế gã yên trong cái ghế từ vài ngày đến vài tuần và sau đó là vài tháng. Nhưng mà không lâu sau đó thì cái khách sạn này lại đổi chủ. Và người chủ mới của cái khách sạn thì lại quyết định thay đổi hoàn toàn phong cách của cái khách sạn đó luôn. Cho nên là tất cả những đồ nội thất đều bị bán đi hết. Thành ra là sau đó là những chuỗi ngày chán chường của gã ta khi ngồi trong chiếc ghế chờ đợi một ai đó mua mình. Rồi may mắn cũng đã mỉm cười với gã. Thì chiếc ghế mà gã đang trốn bên trong lại được một quan chức cao cấp ở nhà nước mua lại và đặt ở trong nhà riêng của mình. Và may mắn hơn nữa là vợ của ông quan chức đó lại có một cơ thể có thể nói khá là cân đối và xinh đẹp. Thành ra là những tháng ngày sau đó, gã chỉ mân mê và tận hưởng cơ thể của mỗi một người phụ nữ đó thôi. Đến cái mức mà gã cảm thấy là có vẻ như là mình đã yêu luôn cái người phụ nữ này rồi. Cho nên là gã đã quyết tâm lấy hết can đảm của mình để viết một lá thư tỏ tình với người phụ nữ. Và đến đây thì chắc hẳn bạn đã biết, người phụ nữ mà gã biến thái này hết lòng yêu thương đó chính là nữ nhà văn. Trong lá thư, gã đã cầu xin cô hãy cho gã một cơ hội để cả hai tìm gặp nhau và gã ta có thể bày tỏ hết tình cảm của mình. Ập tới đó thì nữ nhà văn liền nhảy khỏi cái ghế, vô cùng hoảng sợ. Mồ hôi cô chảy đầm đìa hết, không thể tin được là cái ghế mà cô thường hay ngồi lại có một người đàn ông lạ mặt nào đó đang ngồi ở bên trong. Nếu là bạn thì chắc chắn cũng sẽ hoảng sợ thôi. Nhưng mà đối với nữ nhà văn, nỗi sợ đó còn nhân lên gấp mấy lần nữa. Bởi vì chính trong lá thư, gã đã bảo rằng mình sẽ trực tiếp gặp nữ nhà văn để tỏ tình mặt đối mặt. Vì quá lo sợ cho nên là lúc này nữ nhà văn cũng chưa biết là mình nên làm gì và phản ứng như thế nào, thì lại có thêm một lá thư khác được gửi tới cho cô. Và cái nét chữ trong lá thư mới lại giống nhau y hệt với cái nét chữ trong lá thư lúc nãy. Nữ nhà văn sợ hãi đọc bức thư đó. Thì trong thư có nói rằng người viết là một người hâm mộ cuồng nhiệt và say mê những tác phẩm của nữ nhà văn, cho nên là anh đã gửi cho cô đọc thử một câu chuyện ngắn mà mình vừa sáng tác với hy vọng rằng câu chuyện đó có thể gây được ấn tượng cho nữ nhà văn. Vì thế mà anh ta đã không đề tên của tác phẩm để cô trải nghiệm nó giống như là đang đọc một lá thư vậy đó. Thì trong cái lá thư mới vừa gửi, anh có xin lỗi nữ nhà văn kèm theo cái tên chính thức của cái chuyện ngắn đó, đó là Chiếc ghế người. Và chuyện ngắn của nhà văn Edogawa Rampo kết thúc tại đó. Vì được thể hiện với hình thức là văn bản, cho nên là cái tác phẩm này đã tạo ra cho chúng ta một cái nỗi sợ của sự tưởng tượng khi mà đọc qua từng dòng văn, đi qua từng cái quá trình phát triển tâm lý dị dạng của gã biến thái, rồi sau đó là cảm thấy nhẹ nhõm với lá thư cuối cùng. Thì ngược lại, đối với câu chuyện nối tiếp của Junji Ito, chúng ta lại được trải nghiệm nỗi sợ thông qua hình ảnh. Bối cảnh của câu chuyện lúc này là ở thời hiện đại, có một cô gái trẻ, cũng là một nữ nhà văn, đang đi dạo trên con phố ở một vùng quê. Thì cô vô tình thấy một cái tiệm làm ghế, nên cô mới đi vào xem thử. Thì bên trong chủ tiệm cũng là một chàng trai trẻ. Thì cô gái này có dự định đặt mua một cái ghế để mà ngồi thư giãn, tìm cảm hứng sáng tác. Thì anh chủ tiệm có cho cô xem một cái ghế bằng da khá là lớn, và anh ta bắt đầu kể cho cô nghe một câu chuyện mà anh ta đã được nghe từ rất lâu rồi. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà mình vừa kể trên đó, nhưng mà có thêm một vài tình tiết xảy ra đằng sau đó nữa. Thì sau khi nữ nhà văn cảm thấy nhẹ nhõm với lá thư cuối cùng á, cô cho rằng cái chuyện ngắn Chiếc ghế người là một tác phẩm khá là hay và thú vị, cho nên là đã đem cái chuyện ngắn đó cũng như là tác phẩm của mình đem đi thi một cuộc thi văn học. Và càng bất ngờ hơn nữa là Chiếc ghế người lại đạt giải nhất. Nhưng mà khi ban tổ chức cố gắng liên hệ với chủ nhân của tác phẩm thì cái địa chỉ đề trong thư lại là một cái địa chỉ giả, cho nên là ban tổ chức đã đến tìm nữ nhà văn để mà hỏi thử. Thì ngay lập tức nỗi sợ hãi lại bắt đầu quay trở lại với cô. Tại sao cái người viết chuyện đó lại đưa ra một cái địa chỉ không hề có thật? Không lẽ là do cái người đó thật sự trốn trong cái ghế hay sao? Thành ra là tối đó cô cứ nằm chằn chọc hoài, không hề ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về cái chuyện này. Thì tự nhiên cô nghe được một tiếng đàn ông rên rỉ, và cái tiếng rên rỉ đó lại phát ra từ căn phòng đặt cái ghế da lớn. Quá sợ hãi, nữ nhà văn đã đánh thức chồng mình và nhờ ông kiểm tra cái căn phòng đó. Nhưng mà đi lục tìm hết cái căn phòng cũng không thấy được cái tiếng đó phát ra từ đâu. Thì vô tình nữ nhà văn lại nhìn thấy một khuôn mặt lòi ra từ cái ghế. Cô thét lớn cho chồng mình
Nhưng khi mà chồng cô chạy lại kiểm tra thì lại không thấy cái gì bất thường hết. Thậm chí là ông còn cầm cây gậy đập mạnh vào cái ghế. Đáng lẽ nếu mà có ai đó bên trong ghế thì sẽ đau quá mà la làng ra rồi. Nhưng mà cái ghế hoàn toàn im lặng, giống như là không có ai bên trong hết. Nên ông cho rằng nữ nhà văn chỉ gặp ảo giác mà thôi, còn cái ghế đó chỉ là một cái ghế bình thường. Thì giờ cái ghế nó im re như vậy cũng biết sao bây giờ. Cho nên là cả hai đành phải quay về ngủ tiếp. Thì vài ngày sau đó, ông chồng có đi công tác ở một nơi khá là xa. Ông vừa đi một cái thì lại thêm một lá thư nữa được gửi cho nữ nhà văn. Và đó cũng chính là cái nét chữ của cái gã người hâm mộ kỳ quặc kia. Và trong thư gã lại bắt đầu nói rằng mình rất yêu nữ nhà văn và đã rất là buồn và tổn thương bởi vì nữ nhà văn đánh mình nhiều tới như vậy. Xác nhận rằng gã thật sự ở trong cái ghế. Và đáng sợ hơn là ở cuối thư gã còn cho cô biết cái ham muốn mãnh liệt nhất của mình là nữ nhà văn và gã sẽ cùng hòa làm một với cái ghế. Tới đây thì cô thật sự quá là khiếp đảm rồi, không dám ở trong căn nhà đó luôn. Phải đợi tới khi mà chồng cô về thì cô mới xin chồng mình kiểm tra cái ghế lại thêm một lần nữa. Nhưng bởi vì vừa đi công tác xa về khá là mệt, cho nên là ông này cũng hơi nóng tính. Ông chửi vợ mình vì cái sự điên rồ này, rồi sau đó vào phòng, ngồi lên ghế và bắt đầu nghỉ ngơi. Thì nữ nhà văn cũng thấy là chồng mình khá là tức giận với mình, cho nên là định lại xin lỗi. Thì phát hiện ông chồng đã chết từ lúc nào. Cô đụng vào người ông thì ông ngã bật ra, và từ trong cái ghế chĩa ra một con dao. Sau đó con dao đó đã từ từ rút lại vào trong. Người chồng đã bị đâm chết. Nữ nhà văn hoảng sợ hô hoán mọi người và chạy đi kêu cảnh sát. Nhưng mà khi cảnh sát tới và tháo cái ghế đó ra thì bên trong chỉ còn lại một khoảng trống, đủ một thân người ngồi vào mà thôi. Còn hung thủ thì đã cao chạy xa bay rồi. Về sau thì người ta cũng không nghe thêm bất cứ thông tin gì về cái nữ nhà văn đó hết. Cô đã biến mất một cách khá là bí ẩn. Nhưng mà có vẻ như chỉ có chàng trai trẻ chủ tiệm là biết được sự thật nữ nhà văn đang ở đâu. Anh kêu cô gái lại gần chiếc ghế và bắt đầu tháo cái ghế da đó ra cho cô xem. Ở bên trong cái ghế là cái xác chết khô của hai người, một nam một nữ, đang ngồi lên nhau. Chàng trai bảo rằng cuối cùng thì gã biến thái đã có được nữ nhà văn cho riêng mình. Kể từ đó cả hai sống chung với nhau bên trong chiếc ghế và họ thậm chí là còn có con với nhau. Và con cháu đời sau của cả hai người có nhiệm vụ phải gìn giữ cái ghế này. Và cái chàng trai trẻ này lại chính là con cháu đời sau của cái gã biến thái sống trong cái ghế. Thật tình cờ là ngày hôm nay một nữ nhà văn trẻ cũng khá là nổi tiếng lại đến tiệm ghế của gã và hỏi mua một cái ghế. Chàng trai nói với cô gái rằng mình cũng là người hâm mộ của cô và anh cũng muốn tặng cho cô một cái ghế có thể xóa tan mọi buồn phiền của cô. Tất nhiên nghe tới đây ai mà chả sợ, cho nên là cô gái không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi cái cửa tiệm làm ghế đó và về thành phố. Đồng thời thì cô cũng lên mạng tìm kiếm để xem là cái câu chuyện đáng sợ mà chàng trai trẻ đó kể lại liệu rằng nó có thật hay không. Thì hóa ra cái nữ nhà văn đó thật sự đã từng tồn tại trong quá khứ. Và đúng là sau khi chồng của cô chết thì cô biến mất không một lý do. Vậy thì chẳng lẽ tất cả cái câu chuyện mà chàng trai đó đã kể là sự thật hay sao? Thì trong lúc cô gái đang suy nghĩ về cái chuyện đó thì bỗng nhiên lại có tiếng chuông cửa. Khi mà cô mở cửa thì có hai người nhân viên khiêng một món hàng cực kỳ nặng nề để vào trong nhà của cô. Và khi tháo dỡ cái món hàng đó ra thì ta mới biết bên trong là một cái ghế bằng da rất là lớn. Và những lớp da bên trong mặt ghế cứ cử động lên xuống giống như là có ai đang ở trong cái ghế đó vậy đó. Và đó là toàn bộ câu chuyện của chiếc ghế người. Và cảm nghĩ của bạn về câu chuyện này như thế nào? Nghe xong thì có muốn một lần trải nghiệm ngồi lên thử cái ghế này hay không? Và nếu bạn muốn mình làm thêm video về những chủ đề gì thì cũng hãy nhớ để lại góp ý ở phần bình luận nha. Và nếu bạn thích video này thì hãy like, share, đăng ký cho Bubbleraphy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.